đúng, võ nghệ và học vấn của thái tử đều có bước tiến dài, trở thành người thừa kế là điều không thể chê vào đâu được, thưa quốc vương. Lúc này có một người đàn ông chú ý đến thái tử. Hắn vừa là em họ, vừa là đệ tử của Thế Tôn, tên là Đề Bà Đạt Đà. Thời cơ đã đến, cuối cùng giờ phút để ta há được tâm nguyện đã đến rồi. Đã từ lâu, Đề Bà Đạt Đa nuôi ý chí muốn thay thế Thế Tôn. Ông ta lập kế cho thái tử chiếm đoạt vương vị và chiếm đoạt đệ tử của Đức Phật. Không thể nào. Có thể lắm. Không thể có chuyện này được đâu. Cha ta đã rất chu đáo, từng ly từng tí nuôi nấng ta đến lúc trưởng thành, sau này còn muốn nhường ngôi cho ta nữa đó. Đó chỉ là bề ngoài thôi, thật ra trong lòng ông ta rất ghét thái tử, sợ thái tử, thậm chí còn muốn giết thái tử nữa kìa. Ta không tin đâu, chuyện này là không có thật. Ngón út của thái tử chính là bằng chứng. Bây giờ tôi sẽ nói cho thái tử biết về sự việc và nguyên nhân đứt ngón tay út của thái tử. Đề Bà Đạt Đà đã nói câu chuyện thế này với thái tử. Vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu với Đề Hy kết hôn đã lâu nhưng vẫn chưa có con. Do vậy, quốc vương đã tìm đến sự chiêm đoán. Vị này nói với vua cha rằng: trong núi sâu có một vị tiên nhân, sau khi tiên nhân chết sẽ đầu thai thành thái tử. Thế là quốc vương ra lệnh cho vị tiên nhân này phải tự sát. Nhưng tiên nhân đã cự tuyệt. Quốc vương với lòng nôn nóng đã ra lệnh giết chết tiên nhân. Trước khi chết, ông ta đã nguyền rủa: kiếp sau sẽ đầu thai trở lại để trả mối thù này. Không lâu hoàng hậu mang thai, quốc vương sợ đứa con chào đời sẽ giết chết mình, đã buộc hoàng hậu mang đứa bé này ném từ trên tháp cao xuống cho chết. Nhưng câu chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra. Đứa bé chỉ bị đứt ngón tay út, còn toàn thân đều không bị thương tích. Khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ, quốc vương đã hồi tâm, quyết định sửa chữa lỗi lầm và nuôi dưỡng đứa bé trưởng thành. Chỉ có thái tử là không biết chuyện này mà thôi. Mọi người trong kinh thành này đều gọi ngài là A Xà Thế. A Xà Thế, ý nghĩa là người ôm hận trước lúc chào đời. Thái tử hãy suy nghĩ lại đi. Hay là thái tử cứ ngoan ngoãn mà chờ đợi, chiếc ngai vàng này sẽ vĩnh viễn không bao giờ vào tay thái tử đâu. Không những là vậy, mà sẽ có một ngày quốc vương sẽ thay đổi ý định và sẽ giết chết thái tử. Ta phải ra tay trước mới được. Trước tiên ta phải giết chết phụ hoàng thôi. Không sai. Kể từ nay trở đi, ta phải làm cho cái tên gọi A Xà Thế mà mọi người đã gọi cho ta. Trước khi chào đời, ta đã oán hận phụ vương. Ngay từ ngày hôm nay, ta sẽ ra tay thực hiện. Thái tử rất là quyết tâm, rất tốt. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Thái tử ở đầu giết chết quốc vương à. Chúng thần cũng khuyên can hết sức rồi, nhưng mà thái tử nói là thái tử hãy dừng tay. Mẹ đừng qua đây. Nếu mẹ qua đây ngăn cản thì ngay cả mẹ con cũng không tha thứ đâu. Quốc vương, tại sao con mình lại ăn nói như vậy? Đừng sợ. Thái tử, bây giờ ta nhường ngôi vua lại cho con, như vậy con đã hài lòng chưa? Con hãy nói cho ta biết đi. Thì ra là vậy. Ông định giải quyết nguy cơ trước mắt, rồi sau đó mới thừa cơ phản kích phải không? Không phải đâu. Không thể được. Tôi không mắc bẫy của ông đâu. Đề Bà tôn giả đã nói cho tôi biết rồi. Ngày xưa phụ vương muốn giết tôi kia mà, đúng không? Con đã biết chuyện này rồi à? Không còn cách nào khác. Đó là kiếp báo phải trả. Con cứ trả thù ta đi.
Lính đâu? Hãy dẫn người đàn ông này vào lao, không cho ai vào thăm hỏi và không cho ăn uống gì cả. Trước khi hắn mất mạng, các ngươi phải canh phòng cho nghiêm ngặt, có biết không vậy? Xin tuân lệnh. Người cứ chém ta một nhát cho xong, hà tất phải hành hạ ta như vậy? Và thế là A Xà Thế đã tống giam vua Tần Bà Sa La và tự mình lên ngôi vua, lấy tên là A Xà Thế và thống trị đất nước Ma Kiệt Đà. Đề Bà Đạt Đa, đây là do công lao của ngươi đó. Không, đây là sức mạnh của thái tử mà. Ta sẽ trọng thưởng cho nhà ngươi, ngươi hãy nói ra tất cả những gì mà ngươi muốn. Vậy thì hãy cho phép tôi làm nhà truyền giáo. Nhà truyền giáo hả? Đúng vậy, ta có thể thuyết pháp nhận đệ tử, tập hợp sức mạnh và sẽ có một ngày đệ tử của Thích Ca sẽ bị ta thu phục. Đến lúc đó ta sẽ thay thế hắn, truyền bá rộng rãi giáo pháp của ta khắp Ấn Độ. Đây là nguyện vọng của ta. Nhưng mà chuyện này quá... Quốc vương đã đạt được tâm nguyện rồi, lần này thì phải đến lượt của ta chứ. Đề Bà Đạt Đa được sự bố thí trọng hậu của vua A Xà Thế nên vô cùng đắc chí và đạt được tâm nguyện của mình. Bây giờ hoàng hậu Di Đề Hy rất lo lắng cho sự an nguy của quốc vương. Bà đã trộn lẫn sữa bò với mật ong bôi lên thân mình, rồi dùng các chất dinh dưỡng đổ vào những hạt chuỗi ngọc, mỗi ngày lén đem đến cho đức vua ăn. Nhận được thức ăn của hoàng hậu, đức vua đã hồi phục được sức lực. Từ trong cửa sổ nhà lao, đức vua nhìn thẳng về hướng núi Linh Thú, một lòng hướng về Đức Thế Tôn. Nhờ âm thanh của Đức Phật động viên ý chí nhà vua để ngài có thể sống qua những chuỗi ngày đau khổ. Một hôm sau 3 tuần, Tần Bà Sa La bị nhốt vào lao. Thế nào, cha của ta vẫn còn sống chứ? Dạ còn, dạ ngài lại còn khỏe mạnh hơn trước nữa. Tại vì hoàng hậu đã lén đem thức ăn vào cho đức vua ăn rồi, thưa ngài. Cái gì? Thêm vào đó, từ cánh cửa sổ trong đó có thể nghe được tiếng của Đức Thế Tôn từ núi Linh Thú, khiến ngài ký thác tâm linh vào đó để sống. Chúng hạ thần không còn cách đâu khác. Người tránh ra. Hả? Là mẫu hậu sao? Nếu như mẫu hậu đứng về phía kẻ thù thì con cũng xem mẫu hậu như là kẻ địch vậy. Hãy suy nghĩ lại đi. Trời ơi, không được đâu mà. Xưa nay có không ít vị quốc vương giết hại cha mình, nhưng chưa có vị quốc vương nào giết mẹ mình cả. Đây là luân lý cơ bản của kẻ làm quốc vương mà. Lần này cho dù có mất mạng, thần cũng phải can ngăn cho bằng được. Triệu Bà, ngươi cũng nghĩ vậy sao? Nguyệt Quang Đại Thần nói đúng đó. Tại sao lại như vậy chứ? Sao tất cả các ngươi đều phản đối ta hả? Xin quốc vương hãy suy nghĩ kỹ lại. Bất kỳ thế nào, xin quốc vương cũng đừng ra tay với mẹ ruột của mình.
Không chỉ riêng Ngược Quan Đại Thần mà ngay cả Kỳ Bà là một danh y có tiếng, được A Xà Thế tin cậy nhất cũng cương quyết phản đối. Do đó A Xà Thế không thể ra tay. Vậy là A Xà Thế nhốt mẹ mình vào trong cung điện, không cho ra ngoài nửa bước, và cho người canh phòng cẩn thận. Ngoài ra A Xà Thế lại ra lệnh cho người bít kín cửa sổ trong nhà lao, và cho người chém đứt đôi chân của vua Tần Bà Sa La, để đức vua không thể nào đứng lên được nữa. Bây giờ không những không mang được thức ăn cho quốc vương, mà ngay cả tính mạng của mình cũng không được an toàn. Bạch Đức Thế Tôn, lúc trước ngài thường cho A Nan đến thăm hỏi con, nay con đau khổ quá, chỉ mong nhờ thần lực của Đức Phật xin cho con một kiện liên, và tôn giả A Nan đến thuyết pháp cho con nghe. Làm ơn. Điều gì sai trái mà sinh ra đứa con ngỗ nghịch với A Xà như vậy chứ? Con bấy lâu vẫn thật lòng chăm sóc và yêu thương nó, tại sao hôm nay nó lại muốn trả thù đối với cha của mình, và còn muốn hại con và quốc vương nữa? Thật là đáng sợ. Con không biết mình đã làm gì sai trái. Không, đó không phải là con của con, và con cũng không muốn có thằng con ngỗ nghịch đó nữa. Tất cả chỉ vì đề bà Đạt Đa xúi dục nó. Bạch Đức Thế Tôn, giữa ngài và đề bà Đạt Đa đó có mối nhân duyên thế nào mà sinh làm quyến thuộc với nhau vậy chứ? Trời ơi, trước mắt con đều là người ác, thế giới này đã tràn đầy thống khổ và phiền não. Con mong rằng Thế Tôn có thể nói cho con biết nơi nào không có ưu sầu. Kiếp trước của con đã không hề làm qua việc ác, nhưng mà tại sao lại gặp chuyện ác như vậy chứ? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đầy dẫy, không được thiện báo. Mong rằng sau này con sẽ không nghe tiếng ác, không thấy người gian. Gian xin Thế Tôn hãy chỉ cho con một nơi thanh tịnh. Thế Tôn nghe được những lời cầu xin thanh tịnh bi ai của Di Đề Hy, đã phát ra ánh sáng, tỏa hào quang chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới. Sau đó phản chiếu đỉnh Phật biến thành kim đài dẫn lên núi cao, thập phương chư Phật tụ về quốc thổ đều cùng xuất hiện uy nghiêm đáng kính. Thật là đẹp, đều là những quốc thổ thanh tịnh quang minh. Tây phương tịnh thổ. Thế Tôn, kiếp này con rất là vui mừng được thấy cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Thế Tôn uy nghiêm dạy con suy nghĩ, chỉ con chấp nhận. Xin Thế Tôn nói cho con biết làm sao đạt thành tâm nguyện của mình. Tới lúc này Thế Tôn nở một nụ cười, trong miệng lại phát ra ánh sáng ngũ sắc. Ánh sáng này xuyên qua nhà giam, rơi rớt trên đỉnh đầu của Tần Bà Sa La. Nhờ vậy tâm nhãn của Tần Bà Sa La đã không còn chướng ngại, đã nhìn thấy được hình dáng của Thế Tôn. Tần Bà Sa La rất đỗi vui mừng, đã hướng đầu đảnh lễ với Thế Tôn, giải trừ u mê tự nhiên sẽ tiến bộ, chứng A La Hàm quả. Cảm ơn ngài Thế Tôn, cảm ơn ngài. Được rồi Di Hy Đề. Dạ. A Di Đà Phật đang ở một nơi không xa đây lắm, con có biết không? Chỉ cần có một lòng tưởng niệm tới Tây Phương Tịnh Thổ, tự nhiên sẽ được nhìn thấy A Di Đà Phật. Bây giờ ta sẽ nói cho con biết những cách để đi vào Tịnh Thổ. Ta cũng hy vọng như vậy có thể khiến cho một số phàm phu ở vị lai có thể chuyển sanh tới thế giới Tây Phương thanh cao đó.
Những người hy vọng muốn tới được cực lạc tịnh thổ của A Di Đà Phật cần phải nhớ kỹ ba phước dưới đây. Một là hiếu dưỡng phụ mẫu, kính trọng sư phụ, từ tâm bất sát, câu thập thiện nghiệp. Tu thập thiện nghiệp là hai, thâu thập tam quy, tôn trọng trung giới, bất phạm quy nghĩa. Ba là phát lòng bồ đề, tin vào hậu quả, siêng năng học hành, cần tiến hành giả. Ba việc như vậy gọi là tịnh nghiệp. Thế Tôn, với Phật lực của Ngài đã khiến con nhìn thấy tịnh thổ của A-di-đà Phật. Những người ở hậu thế trọng ác bất thiện sẽ phải bị ngũ khổ, làm sao có thể nhìn thấy thế giới cực lạc của A-di-đà Phật? Tất cả chúng sanh nếu muốn thấy được pháp này hãy quay mặt về hướng Tây, về hướng mặt trời lặn, giữ tâm kiên trì, nhất tâm tán tụng ánh sáng. Khi mặt trời mọc, hãy mở mắt và nhắm mắt thì tất cả sẽ được rõ ràng. Tán tụng ánh sáng gọi là sơ quan. Sơ quan thành tựu, kế đến là thủy tưởng. Muốn thấy Tây Phương khắp nơi đều là nước biển, nhìn nước trong xanh lại nghĩ tới băng, thấy băng trong suốt nghĩ tới lưu ly. Nghĩ được thành tựu thì có thể nhìn thấy thế giới cực lạc. Lưu ly đó trong ngoài đều là những quang cảnh rực rỡ. Đây là thủy tưởng, gọi là nhị quan. Nhắm mắt mở mắt không hề tiêu tan. Người nghĩ như vậy là vì đất mà nghĩ, gọi là tam quan. Nghĩ về đất đã thành, thứ quan thất trọng, thất tạo thành tựu. Vì cây mà nghĩ gọi là tứ quan. Nghĩ về cây đã thành tựu, kế đến là thất bảo. Những đóa hoa sen nổi ở tám mặt hồ ở tịnh thổ là vì tám công đức thủy tưởng, gọi là ngũ quan. Trong thế giới bảo vật quốc thổ đó có 500 ức bảo lầu. Trong những gác lầu đó vô số chư thiên làm ra những thiên lạc, lại có giặc khí réo rắt khắp phương như chuông thiên bảo không đánh mà kêu. Những người này nghe nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, gọi là khổng quan tưởng, là đệ lục quan. Gặp được những người này sẽ tiêu trừ được cái nghiệp ác sâu nặng vô lượng đó. Sau khi mạng tuyệt, nhất định chuyển sanh tới thế giới cực lạc. A Nan, Di Đề Hi, hãy phân biệt, thuyết giải những phương pháp để diệt trừ khổ não. Tới lúc cần thiết, hãy thuyết giảng những phương pháp khác nhau cho chúng sanh. Cơ hồ như để hưởng ứng lại lời nói của Thế Tôn, trên không đột nhiên xuất hiện hình dáng của A Di Đà Phật. A Di Đà Như Lai cùng hai vị đạo sĩ Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đã phát ra những ánh sáng sáng lạng soi rọi khắp cả bầu trời. Thế Tôn, A Di Đà Phật. Thế Tôn, hôm nay con đã nhờ Phật lực có thể nhìn thấy vô lượng thọ Phật và hai vị Bồ Tát. Chúng sanh đời sau làm thế nào để nhìn thấy được vô lượng thọ Phật và hai vị Bồ Tát? Di Đề Hi, người muốn nhìn thấy Phật thì hãy tưởng niệm tới thất bảo ở đất đó, liên tưởng tới hoa sen. Mỗi một cánh hoa sen sanh ra một bảo vật mới. Đây là hoa tọa tưởng, gọi là thất quan. Phật là vượt qua khỏi hình tướng. Khi mọi người nghĩ tới Phật thì Phật sẽ hiện trong lòng mọi người. A Nan. Dạ. A Di Đà Phật thân là vô lượng thọ Phật, như trăm ngàn vạn ức ngày đêm tỏa ra ánh sáng hoàng kim.
Phật, thân cao 60 vạn ức, là do các hằng hà đã tạo thành. Ở giữa hai hàng mi, ngũ quan ngay thẳng như là đỉnh núi Tu Di. Mắt Phật như là bốn biển lớn, thanh bạch phân minh. Lỗ chân lông trên người Phật đã phát ra ánh sáng như núi Tu Di. Ánh mắt của Phật giống như trăm ức ba ngàn đại thiên thế giới. Trong ánh mắt đó lại có hằng hà hạt cát từ bách vạn ức đã hóa thành Phật. Nhất nhất hóa Phật, có rất nhiều vô số Bồ Tát để làm kẻ hậu. Vô lượng thọ Phật có tám vạn bốn ngàn tướng. Trong mỗi tùy hình đều có tám vạn bốn ngàn ánh sáng. Trong mỗi ánh sáng phản chiếu thập phương thế giới. Chúng sanh niệm Phật không nỡ dứt bỏ. Không biết từ lúc nào, những cung nữ đã đứng ở ngoài cửa để lắng nghe lời giảng dạy. Thế Tôn là giảng thuyết tới cửu phẩm của tịnh thổ và cũng là chín tầng giai cấp. Trước tiên là thượng phẩm. Thượng phẩm phân làm thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm hạ sanh. Ba hạng người này đều tin vào Phật giáo và khẩn cầu được chuyển sanh tới tịnh thổ. Tiếp đến là trung phẩm thượng sanh và trung phẩm trung sanh. Đây là những người tôn trọng giới luật, hy vọng được chuyển sanh tới tịnh thổ. Xuống nữa là trung phẩm hạ sanh. Đây là những người đang làm việc thiện ở thế gian. Cuối cùng là hạ phẩm hạ sanh. Đây là những người chuyên làm những việc ác nghiệp, không biết xấu hổ. Thế Tôn đã đặc biệt nhấn mạnh ở đây, những người hạ phẩm hạ sanh tịnh thổ cũng sẽ vì họ mà mở rộng cánh cửa. Những người ở hạ phẩm hạ sanh trước khi lâm chung có thể sẽ chịu nhiều đau khổ, không thể niệm Phật vì đã được ứng cáo. Nếu như không thể niệm được Phật Pháp thì có thể xin vô lượng thọ Phật. Nếu mà có tâm này sẽ khiến âm thanh bất tuyệt làm tròn thập niệm. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy cứ niệm trong lòng thì sẽ giải trừ cái nạn kiếp sanh tử 80 ức. Sau khi mệnh chung sẽ thấy hoa sen vàng đã có người ở trước. Nếu như được ý niệm này thì sẽ được vãng sanh thế giới Cực Lạc. Ở trong hoa sen, khi đủ 12 đại kiếp, hoa sen sẽ nở. Thế Tôn nói tới đây, Di Đề Hy trong lòng vui mừng, không còn than thở, đột nhiên giác ngộ. 500 thị nữ đã phát ra A Đà La Tam Bồ Đề Tâm, mong vãng sanh tịnh thổ. Ghi nhớ lời của Thế Tôn đều được vãng sanh. Thế Tôn, thuyết pháp này quá quý giá đi. A Nan, thuyết pháp ta nói khi nãy, cái điểm cao quý nhất là chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật là có thể từ trong tội ác lâu dài tìm được giải thoát. Những người bên trong thường hay niệm, không phải chỉ trên lời nói. Nếu như lúc này có người niệm Phật, thành tâm thành ý mà niệm Phật, vậy người đó chính là tôn giả trân quý mà hoa sen trắng đã tán tưởng. A Nan, đoạn pháp này ông phải ghi nhớ ở trong lòng, để vì đại chúng mà thuyết cái pháp này. Và còn phải nên tin tưởng vào đại lượng của vô lượng thọ Phật, niệm lên Phật hiệu. Con nhất định chiếu theo lời Ngài căn dặn mà đi làm. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Lúc này Đề Bà Đạt Đa đã dẫn theo rất nhiều đệ tử mới, đang dương dương tự đắc trở về thành Dương Xá. Mẹ Quốc Dương à, tiếng hát này là giọng nói của phụ nữ. Mẹ đã xảy ra chuyện gì vậy?
Mẫu hậu, mẫu hậu, chuyện này là sao? Quá thật không xem ta ra cái gì cả. Câm miệng, còn không mau câm miệng lại cho ta hả? Bây giờ hoàng hậu Di Đề Hy và các thị nữ với một lòng chắp tay niệm Phật. Cách đây khoảng 2.500 năm, ở trong cung điện của thành Dương Xá, thủ đô Mắc Kiệt Đạo Quốc của Ấn Độ, Thái tử A Xà Thế vì nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa nên đã nhốt vua cha vào ngục để xoán ngôi và cấm cả hoàng hậu không cho đem thức ăn giam giữ trong phòng. Nhưng hoàng hậu nhờ nghe được tiếng pháp của Phật, nội tâm đã được giải cứu. Các cung nữ cũng đều một lòng chắp tay niệm Phật. Lúc này vua A Xà Thế mới hiểu rằng dù có hành hạ mẹ mình đi nữa cũng là điều vô ích thôi. Câu chuyện Phật điển vua A Xà Thế. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa đã có được không ít đệ tử nên hắn dương dương tự đắc. Hắn đã đến tịnh xá Trúc Lâm, nơi Đức Phật đang thuyết pháp. Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa tới rồi. Ta biết rồi. Ta biết là hắn đang muốn khoe khoang sức mạnh với ta. Này Thế Tôn à, lâu lắm không gặp ngài. Mấy lần đi khất thực trên đường tôi có nhìn thấy ngài, nhưng mà ngài thì cứ lẩn tránh. Xin hỏi đó là lý do gì? Chẳng lẽ là ngài sợ ta đến vậy hay sao? Đương nhiên là không phải ta sợ rồi. Ta chỉ muốn tránh luận bàn vô ích mà thôi. Luận bàn vô ích à? Các ông được sự cúng dường trọng hậu của vua A Xà Thế nên trong lòng ngạo mạn đã mất đi tâm thanh tịnh cầu đạo. Với loại người ngu ngốc này, dù có nói chuyện thì cũng vô dụng thôi. Thật là tức cười à. Được người đời cúng dường để duy trì mạng sống, có sức lực thì có gì mà không đúng chứ. Có sức lực rồi mới tu hành được tiên triển. Nếu không có sức khỏe thì làm sao ta giúp dân chúng, làm sao phát triển được giáo pháp? Thế Tôn à, giáo pháp cao quý của ngài sẽ bị thu hẹp và chấm dứt tại đây. Thế Tôn à, nay ngài đã già rồi, ta thấy ngài nên chọn một nơi nào tịch mịch để mà đi dưỡng già là vừa rồi. Hả? Ta thấy là chẳng có bao lâu nữa đâu, chính ta sẽ thay ngài mà thuyết pháp truyền đạo. Hả? Hắn làm sao có thể thay thế Thế Tôn được chứ? Này Đề Bà Đạt Đa, hiện giờ ngài Dư Xá Lệ Phất và Bục Kiền Liên còn không thể thay thế ta được, không biết chừng nào mới đến lượt ông đây. Ông kiêu ngạo ức hiếp người khác, ta ngay cả một đệ tử cũng không yên tâm để giao phó cho ông. Hãy mau đi đi. Đề Bà Đạt Đa bị Thế Tôn quở trách, từ đó trong lòng ôm hận. Cuối cùng hắn đã hạ quyết tâm làm một việc đáng sợ. Ta phải giết chết Thế Tôn. Quốc Vương à, xin ngài hãy cho ta mượn những binh sĩ có bản lĩnh nhất. Quốc Vương đã nghe ta nhốt vua cha lại để chiếm đoạt vương vị, cho nên xin ngài
đừng có quên chuyện này nè. Ta đương nhiên nhớ rồi, ngươi hãy làm theo ý của mình đi. Ngươi đi trước, lập công lớn rồi quay về đây. Dạ. Nếu hắn có về thì giết hắn. Dạ. Lại đây. Nếu bọn chúng trở về thì lập tức giết chết ngay. Dạ. Nếu như mà bọn chúng trở về, ta sẽ kêu quốc vương giết sạch hết bọn họ. Như vậy sẽ không còn ai, không còn ai biết được chuyện này. Anh bạn, ta đang đợi anh đến đó. Xin hãy tha lỗi cho con, lúc nãy con không biết ngài, con thật có lỗi, xin hãy tha lỗi cho con. Xin hãy tha lỗi cho con. Tha lỗi cho con không biết. Hả? Anh thật sự có lỗi, nhưng mà biết hối lỗi là tốt lắm rồi. Ta sẽ cứu tương lai cho anh. Ta đợi các anh ở đây đã lâu lắm rồi. Những anh bạn đang đứng ở kia, hãy ra đây hết đi. Đừng sợ gì cả. Khi nghe tiếng nói từ bi của Đức Phật, binh lính ai nấy đều sám hối xin tội và trở thành những đệ tử trung thành nhất của Ngài. Lúc này trong cung điện của Hoàng hậu, đứa con của A Xà Thế mới sinh vì vết thương giấy mũ sưng đau khóc lóc không ngừng. Vua A Xà Thế đã bọc con, dùng chính miệng mình hút mũ từ đầu ngón tay của con mình ra. Bây giờ hoàng hậu Di Đề Hy vẫn thường theo dõi, nhìn thấy tình cảnh này. Mình đã nghĩ ra rồi. Mẹ, thì ra mẹ đã ở đó hả? Mẹ nhớ ra rồi. Mẹ nhớ chuyện gì? Lúc con bằng dần tuổi này, do ngón tay giấy mũ sưng lên bị đau, con đã khóc lóc không ngừng. Và cha của con cũng giống như con lúc này vậy. Người đã ẵm con lên và dùng chính miệng của mình để hút mũ ra. Chỉ có một điều khác với con bây giờ là cha con biết nếu con thấy máu sẽ sợ, cho nên đã không nhổ máu và mũ ra mà nuốt luôn vào trong bụng. Hả? Cái gì? Nếu bây giờ con thương yêu con của con như vậy, mẹ tin chắc rằng con bây giờ đã hiểu được tâm tình của cha con rồi. Cha con thương yêu con như vậy, đã nuôi nấng và dạy dỗ con tới khôn lớn. Phụ Dương. Phụ Dương. Người đâu? Hãy mau thả cha ta ra. Bất kỳ ai cứu được Phụ Dương của ta, ta sẽ cho người đó một nửa lãnh thổ. Đi mau lên. Nhanh lên đi. Hả? Nhưng khi quân lính đẩy cửa bước vào thì chỉ thấy xác nhà vua nằm im bất động. Quá trễ rồi.
Mình phải nhân lúc vua cha còn sống mà phải thả ra mới được chứ. Cha của con đã nghe được lời thuyết pháp của Đức Thế Tôn,